Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả mọi người một dự án mới của chủ đầu tư bên em xây dựng, có vị trí là nằm ở phố Nụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một khu phố là buôn bán rất là sầm uất, có dân trí rất là cao và an ninh là cực kỳ tốt, nằm ở ngay khu vực trung tâm quận Hà Đông, cho nên là trong vòng bán kính 2 km này sẽ có đầy đủ tất cả các tiện ích như khu vui chơi, siêu thị, trường học, bệnh viện. Và đây là dự án mà em muốn giới thiệu cho mọi người đây ạ. Mọi người có thể thấy là ngõ đi vào rất là rộng, chỉ cách đường ô tô khoảng 50m. Dự án được xây dựng là gồm 2 căn nhà liền kề 4 tầng, có diện tích là 33m2, có hướng chính là hướng đông bắc và đang được chào bán với giá là 2 tỷ 700 triệu đồng. Thiết kế của ngôi nhà là bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Khách hàng có nhu cầu mua nhà thì có thể là mua ngay từ phần thô như em đang quay ở trên màn hình đây, để chúng ta là có thể điều chỉnh thiết kế, chọn lựa vật liệu hoàn thiện theo ý của mình, chọn màu gạch ốp nát, màu sơn tường, thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng theo ý muốn của gia chủ. Với giá chào bán 2 tỷ 700 triệu đồng là đã bao gồm hoàn thiện xong, có đầy đủ thiết bị vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng, kệ bếp, điều hòa, bình nóng lạnh. Mọi người chỉ việc mang đồ về và ở thôi ạ. Em xin nhắc lại là về dự án mới ở bên công ty em, có vị trí nằm tại phố Lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, có diện tích là 33m2, hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế 4 tầng và có giá chào bán là 2 tỷ 700 triệu đồng. Bên công ty em sẽ hỗ trợ tất cả chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 75% giá trị của ngôi nhà với lãi suất ưu đãi nhất thị trường cho khách hàng có nhu cầu. Mọi người xem video thì nếu như mà cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc là cần đi xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.